Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của Võ Thành Nhân với cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa Bùi Diễm về chính sách chống ISIS của Tổng thống Barack Obama. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh được tiếp xúc với cựu đại sứ Bùi Diễm. Cuộc tiếp xúc này để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến tính thời sự của Hoa Kỳ, cũng giống như vấn đề thời sự quốc tế, đặc biệt vấn đề ISIS. Và ngày hôm nay cuộc tiếp xúc cũng để nhằm tìm hiểu về một số chính sách của Hoa Kỳ có phần nào thay đổi hay đã thay đổi rồi trong vấn đề có hay không có chiến tranh ở trên thế giới hay tại các quốc gia mà Mỹ đã từng tham chiến. Trước hết xin được kính chào đại sứ Bùi Diễm. Tôi xin có lời thân chào anh Nhân và cũng đồng thời xin có lời trân trọng kính chào khán thính giả của chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn của đài SBTN. Kính thưa ông, trong tuần qua thì chúng ta được biết rằng có một cái bài diễn văn, một cái bài diễn văn ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình thế giới. Cái bài diễn văn đó của Tổng thống Barack Obama đã đọc ở tại United Nations, ở tại New York. Ông có thể cho biết rằng bài diễn văn ở Liên Hợp Quốc, nó có những cái điểm nào chúng ta đáng chú ý và có những cái điểm nào mà Tổng thống Barack Obama muốn cho thế giới quan tâm hay là yểm trợ cho cái công cuộc mà chúng ta gọi là không kích các phiến loạn hay là các kháng chiến quân hay là những người tàn ác của khối ISIS vậy thưa ông? Thưa các khán thính giả của đài SBTN, cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đến vào đúng lúc, bởi vì rằng thì là cái tình hình ở trên thế giới lúc này hết sức là gây cấn, khó khăn do nhiều vấn đề mới nổi lên. Thì trước hết trong cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama ở Liên Hiệp Quốc, dĩ nhiên là ông ấy kêu gọi tất cả các nước khác cùng đứng với nước Mỹ để mà chống lại những cái nhóm gọi là khủng bố quá khích, gọi là quốc gia Hồi giáo ISIS hay là gọi là ISIL, tùy từng nơi người ta gọi, nhưng mà cũng là cùng một tổ chức. Nhưng mà ngoài cái lời kêu gọi mà có thể nói rằng hết sức quan hệ đối với tất cả các nước trên thế giới, yêu cầu các nước ở trên thế giới cùng với Hoa Kỳ mà đứng lên để chống lại những cái gọi là chủ trương tàn bạo, dã man của cái nhóm quá khích Hồi giáo đó. Thì ông Obama cũng đưa ra một vài cái lời nhận xét về tình hình chung trên thế giới. Nhưng mà có một điểm người ta hết sức đặc biệt, người ta nhớ rằng cũng vào cái tháng này năm ngoái, ông ấy cũng có một bài diễn văn đọc ở Liên Hiệp Quốc. Thì trong bài diễn văn đó, ông ấy nói một cách rất là gọi là tin tưởng. Ông ấy cho rằng thế giới đã đi vào cái con đường ổn định được mấy năm nay rồi. Thế mà cái tình hình từ năm ngoái, tháng 9 năm ngoái cho đến tháng này, cho đến tháng 9 năm nay thì cái tình hình thay đổi rất nhiều. Và vì vậy ông ta mới có cái lời kêu gọi tất cả các nước khác ở trên thế giới cùng với nước Mỹ chống lại cái chủ trương dã man quá khích của cái nhóm ISIS. Và khi mà chúng ta thấy có sự khác biệt như vậy thì có thể là một cái nhìn về ông Tổng thống Barack Obama, hay là chúng ta gọi là Barack Obama Doctrine, nó có một cái chủ thuyết nào ở bên trong đó và có một cái triết lý nào ở phía sau để mà ông ta thay đổi do cái tình hình của thế giới nó đã diễn ra không giống như ý ông ta muốn hay không? Dạ thưa ông đại sứ. Câu hỏi của anh rất đúng lúc, là bởi vì có lần những bữa trước tôi đã có phần gọi là có dịp để mà trình bày điều mà người ta gọi là chủ thuyết Obama. Thực sự ra thì cũng không có chủ thuyết Obama, bởi vì ông không có đưa ra những cái lập luận nào mà rõ rệt để mà có thể
gọi là cái chính sách đó trở thành một cái chủ thuyết Obama. Nhưng mà người ta thấy rõ rằng ông ấy là sau khi ông ấy được bầu lên làm tổng thống sau ông Bush con á, thì ông ấy chủ trương đi ngược hẳn lại ông Bush con. Ông ấy cho rằng thì là nhiều khi ông Bush con đã nhầm lẫn mà đi vào cái con đường chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Cho nên ông ấy chủ trương hòa hoãn, ông ấy chủ trương điều đình, ông ấy chủ trương đối thoại nhiều hơn là dùng những cái biện pháp. À, rồi cái tháng 9 trong một cái bài diễn văn tại trường Đại học Quân sự West Point rồi đấy, ông ấy có đưa ra những cái lời chỉ trích, những người chỉ trích ông ấy. Ông ấy cho rằng thì là không, ở trên thế giới có nhiều vấn đề, không phải là lúc nào cũng chủ trương những biện pháp quân sự để mà giải quyết những vấn đề trên thế giới. Thực sự ra thì những cái người chỉ trích ông ấy cũng không phải người nào cũng chủ trương chiến tranh. Nhưng mà người ta yêu cầu ông ấy rằng thì là có một cái thái độ mạnh hơn là cái thái độ mà ông ấy vẫn thường áp dụng đối với những vấn đề trên quốc tế. Và người ta chê ông ấy rằng thì là ông ấy do dự nhiều quá, ông ấy yếu quá. Thành thử ra cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở trên thế giới bị lu mờ lên. Mà khi mà vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ bị lu mờ lên thì nó để lại một chỗ trống. Và vì vậy cho nên mới có những cái vấn đề là những nhóm này hay nhóm khác nổi lên. Người ta chỉ trích ông ấy chẳng hạn rằng thì là vì ông ấy yếu quá cho nên rằng thì là ông Putin, Tổng thống nước Nga mới làm liều, mà nghĩa là chủ trương một cách rằng thì là có thể nói rằng thì rõ ràng xâm lấn Ukraine và nuốt trọn cái miền Crimea của Ukraine mà không thấy thế giới, và đặc biệt thế giới mà do Hoa Kỳ đứng đầu, nghĩa là có thái độ gì rõ rệt ngoại trừ một vài những cái vấn đề cấm vận cũng nhẹ nhàng. Thế rồi thì gần đây người ta lại thấy cái vấn đề ở Syria hết sức nghiêm trọng, là bởi vì cái bọn quân USIS, USIS ở đó, nó chiếm là một phần lớn của cái miền đất của Iraq và của Syria. Thì chính những người trong cái giới đã làm việc với ông ấy là ông Panetta, tức là giám đốc, cựu giám đốc CIA, rồi thì là cựu bộ trưởng quốc phòng, cũng có đưa ra những lời tuyên bố và có lẽ vì thì là không can thiệp vào Syria từ những năm ngoái cho nên phải trả cái giá bây giờ. Và ông bộ trưởng quốc phòng cũ là ông Gates cũng lên tiếng bảo rằng thì là nếu mà ở trong cái tình trạng mới ấy, thì bảo rằng thì là không kích thì cái đó điều dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà không kích mà không có những cái đơn vị chiến đấu mà tham gia thì khó lòng mà giải quyết được cái vấn đề ISIS. Thành thử ra rằng thì là nếu trở lại cái tình hình chung trong lúc này ấy, thì người ta thấy như cái câu hỏi của anh Nhân vừa đặt ra là ông Obama gần như đi ngược hẳn lại cái thái độ của ông lúc trước. Trong cái bài diễn văn của ông ấy ở Liên Hiệp Quốc mấy ngày vừa qua, ông tỏ vẻ quyết liệt lắm. Mà quyết liệt lúc trước là bởi vì thì là ông ấy đã ra lệnh cho không quân Hoa Kỳ oanh tạc tất cả những cái gọi là những cái cơ sở quân sự của ISIS, không những ở Iraq mà ngay cả ở Syria, một vấn đề hết sức gây cấn, một cái vấn đề làm cho thiên hạ thế giới sôi nổi, mà đặc biệt là những cái nước ví dụ như là Liên bang Nga chẳng hạn, ông Putin cũng chỉ trích rằng thì là tại sao mà lại đi xâm lấn cả đến vào đất Syria. Nhưng mà đấy là một cái thái độ tỏ vẻ rằng thì là hết sức cương quyết của ông ấy, thay đổi hẳn cả cái thái độ, mặc dầu rằng thì là cái thái độ cương quyết đó mới là một cái thái độ cương quyết nửa chừng, bởi vì ông ấy vẫn lên tiếng, ông ấy bảo rằng thì là ông không để cho gọi là những cái đơn vị tham chiến của Hoa Kỳ đi vào những cái miền Iraq hay là những miền khác.
Thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta sẽ nhận định tới trong tương lai, thì khó khăn như thế nào, thách thức như thế nào, cái chủ trương mới của ông Obama có đủ để mà giải quyết cái vấn đề IS không? Ban biên tập và phóng viên SBTN Louisville, Kentucky vừa nhận được tin nhạc phụ của anh Nguyễn Tiến Dũng là cụ ông Vũ Như Khuê vừa từ trần lúc 5 giờ 23 chiều ngày 24 tháng 9 năm 2014 nhằm ngày mùng 1 tháng 9 năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 88 tuổi. Hiện linh cữu được quàn tại Rustman and Sons Funeral Home, 10600 Taylorville Road, Jefferson, Kentucky 40299. Giờ thăm viếng từ 2 giờ đến 7 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2014. Giờ tụng kinh 7 giờ tới 8 giờ chiều ngày thứ Sáu và từ 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 9. Giờ động quan 11 giờ sáng ngày thứ Bảy, 27 tháng 9 năm 2014. Lễ an táng sẽ được cử hành tại nghĩa trang Cave Hill, 701 Baxter Avenue, Louisville, Kentucky 40204. Mọi liên lạc xin gọi chị Nga 502-295-9049 hay anh Dũng 502-432-1570. Bản tin Hoa Thịnh Đốn và SBTN Kentucky thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Bùi Thị Thụy Vân, anh Nguyễn Tiến Dũng, chị Vũ Thị Khánh Dung và toàn thể tang quyến. Kính lời cầu nguyện cho hương linh của cụ ông Vũ Như Khuê sớm về cõi hằng sống. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ hội Bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới được tổ chức tại Thiền Viện Minh Đăng Quang, 208 South Allentown Road, Telford, Pennsylvania, 18909. Chương trình sẽ được khai mạc vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 9, 2014. Đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình vào lúc 9 giờ tối, ngày 4 tháng 10, 2014 và sẽ được bế mạc vào lúc 10 giờ tối, ngày 5 tháng 10, 2014. Gồm một chương trình văn nghệ quy mô với sự góp mặt của nhiều danh ca đến từ California. Mọi chi tiết xin liên lạc Sư Minh Ẩn 503-789-7680 hay Sư Minh Từ 503-473-5113. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua trình đồng sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng bên cạnh Hoa Kỳ, chúng ta có những người đồng minh chiến lược giống như là Anh, Đức, Pháp, Ý. Nhưng mà hiện nay thì cựu đại sứ Bùi Diễm có thể cho biết thêm rằng là cái niềm tin của các đồng minh chiến lược đối với Hoa Kỳ hiện nay như thế nào, đặc biệt Anh Quốc, vậy thưa ông? Thưa, thực sự mà nói thì cái niềm tin của cái thế giới bên ngoài đối với chính quyền Obama thì cũng đã bị xói mòn nhiều trong cái năm vừa qua, là bởi vì liên tiếp từ vụ Ukraine này cho đến vụ Syria rồi cho tất cả những cái vụ khác, kể cả những cái vấn đề Biển Đông chẳng hạn ấy, thì người ta thấy ông Obama do dự nhiều lắm. Thì thành cái niềm tin nó không được như là cái niềm tin lúc trước. Nhưng mà bây giờ người ta thấy ông ấy trong cái bài diễn văn của ông ấy Liên Hiệp Quốc, nghĩa là ông ấy vững mạnh lắm. Thì có lẽ cũng một phần nào người ta cũng có thể nói rằng thì là người ta tin tưởng hơn là cái cách đây mấy tháng. Nhưng mà cái vấn đề khá phức tạp. Cái vấn đề như là anh Nhân nêu lên hỏi rằng nước Anh, nước Pháp, nước Thổ Nhĩ Kỳ ra làm sao? Thì trước hết trong cái vụ mà ném bom với lại tất cả không kích mấy ngày vừa qua đó, thì người ta chỉ thấy có Hoa Kỳ và bốn nước, gọi là bốn nước Ả Rập, tức là nghĩa là Jordan, rồi UAE, rồi thì Saudi Arabia, rồi Qatar thì lên tiếng cùng đó nhưng mà không tham gia trực tiếp vào. Nhưng mà trong khi đó thì những cái đồng minh mà gọi là
rất gần của nước Mỹ, tức là nước Anh và nước Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một nước thuộc về cái khối U Tăng cả. Thì nước Anh có vẻ như là ngần ngại, do dự. Thì ông Thủ tướng Cameron có yêu cầu Quốc hội Anh đem ra thảo luận vấn đề có để cho nước Anh tham chiến vào những cái vụ đó đâu. Mà cũng chỉ tham chiến ở Iraq mà thôi, chứ không tham chiến vào trong những cái trận không kích ở Syria. Thành thử ra trong cái thế giới hiện tại, cái liên minh mà ông Obama cố gắng thực hiện, thì trong cái liên minh đó ấy, chỉ có một vài nước thực sự là tham gia trực tiếp vào cái gọi là cái cuộc gọi là đấu tranh chống ISIS. Còn thì những khác thì nước khác thì dưới hình thức này hay hình thức khác, hoặc là bằng tiền, hoặc là bằng khí giới, hoặc là bằng cách ủng hộ trên phương diện ngoại giao ấy, thì cũng chỉ được trên 30-40 nước, nghĩa là ở trong cái liên minh đó. Nhưng mà thực sự mà can thiệp vào cái liên minh bằng cách là, nghĩa là đưa quân vào trong cái liên minh đó để mà chống lại với ISIS ấy, thì cái đó cũng hết sức khó khăn. Và đây là một cái vấn đề mà khó khăn mà ông Obama chắc chắn sẽ phải đối phó trong tương lai. Và chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề trong cái những cái lần tới. À, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng bên cạnh những liên minh của Âu Châu, của các xứ Ả Rập, thì vấn đề được đặt ra đây là khi mà cái khối ISIS tàn ác và hung bạo như vậy đó, thì cái vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ và Trung Cộng, hoặc là Hoa Kỳ và Nga như thế nào để mà đối phó với ISIS trong cái tính toàn cầu về đề an ninh thế giới vậy thưa? Đấy lại là một cái vấn đề nữa cũng khá phức tạp. Bởi vì tôi có đề cập tới cái lời chỉ trích của Nga đối với những cái vụ không kích rồi. Còn Trung Quốc thì Trung Quốc trong mấy ngày vừa rồi cũng hết sức im lặng, không có tỏ vẻ gì rằng thì là có cái thái độ quyết liệt nào. Cái vấn đề đó phức tạp là ở chỗ rằng thì là nghĩa là Trung Quốc còn phải đối phó với lại những cái nhóm gọi là cái nhóm người Uyghur ở Mân Tân Cương. Thành thử ra rằng thì là cái vấn đề đó Trung Quốc cũng không thể mà không tỏ ra quyết liệt đối với những cái phần tử đó được. Nhưng mà đồng thời cũng lại hết sức e ngại, không muốn đứng chung vào với Hoa Kỳ ở trong một cái thế giới mà hiện tại còn đang ở trong cái gọi là cái trạng thái tập hợp với nhau nhưng mà chưa được rõ rệt. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà ông Tổng thống Barack Obama quyết định gửi những người cố vấn về trở lại Iraq, cũng giống như là quyết định để mà tham gia vào mỗi cuộc chiến hay là không phải là cuộc chiến theo những người ở trong thành phần nội các của ông ấy, thì cái vấn đề cuộc chiến hay không cuộc chiến, chiến tranh hay không chiến tranh nó không được rõ ràng lắm. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ bắt đầu trở lại Iraq. Cái vấn đề trở lại Iraq này có phải là một trong những binh pháp mới hay là một cái trong lịch sử chưa từng có xảy ra về vấn đề mà lịch sử của một cái quốc gia giống như là trước kia Afghanistan hay là Pakistan, bây giờ là Iraq, thì ông nghĩ rằng trong tương lai sau Iraq có thể có cả Afghanistan hay là Pakistan trong tương lai, nó có tương tự như vậy hay không vậy thưa ông? Đấy lại là một vấn đề mà chúng ta phải trở lại khi nói tới cái chính sách ngoại giao của chính quyền Obama. Nếu gọi là chủ thuyết Obama nữa, thì chúng ta thấy rằng thì là từ cái ngày mà ông ấy lên nắm chính quyền được bầu làm tổng thống đó, thì ông ấy cho rằng thì là tất cả những cái vấn đề chiến tranh ấy là thuộc về quá khứ. Ông ấy muốn giải quyết vấn đề mà Iraq, vì vậy cho nên ông ấy chấp nhận những cái gọi là cái thỏa hiệp giữa Iraq và Hoa Kỳ năm 2011 để Hoa Kỳ rút hoàn toàn cái quân của Hoa Kỳ không còn ở Iraq nữa. Đấy là một cái điểm mà vì sao người ta chỉ trích rất nhiều. Và đồng thời nữa, ông ấy cũng muốn tỏ vẻ cho dân chúng Hoa Kỳ và thế giới rằng ông ấy là người, ông ấy đã
giải quyết vấn đề chiến tranh. Trong nhiều bài diễn văn những năm vừa qua, ông ấy nói tới cái trường hợp rằng thì là chiến tranh không còn nữa. Thành ra trong cái vụ mà quyết định không tặc cái miền gọi là cái miền biên giới giữa Iraq và Syria đó, ông ấy tránh, ông ấy không nói, ông ấy không dùng tới cái từ chiến tranh, war nữa. Mà ông Ngoại trưởng Kerry thì cũng tránh, nói rằng đây là một cuộc hành quân đặc biệt để chống khủng bố. Rồi có lẽ là ông muốn tránh cái chữ chiến tranh, bởi vì ông ấy đã bảo là ông chấm dứt hết chiến tranh rồi, thì bây giờ tại sao lại chiến tranh? Thành thử ra rằng thì là nó có cái trái khuấy ở cái chỗ đó. Mà bây giờ người ta quay trở lại thì hàng bao nhiêu máy bay, kể cả những cái máy bay mà tối tân của Hoa Kỳ như Raptor, F-22 của Hoa Kỳ, hơn 100 triệu chiếc máy bay cùng với lại những cái hỏa tiễn Tomahawk rồi đấy, tốn rất nhiều. Một cái hỏa tiễn Tomahawk có thể hàng trăm ngàn đô la được. Thành thử ra tất cả Hoa Kỳ đã sử dụng những cái phương tiện đó để mà đánh cái quân ISIS, mà điều đó không gọi là chiến tranh thì gọi là gì? Vì vậy cho nên tôi trả lời cái câu hỏi của anh là có trở lại chiến tranh hay không? Thực sự là có trở lại chiến tranh, nhưng mà tranh không muốn nói tới chiến tranh. Như vậy cái giải Nobel Hòa Bình nó ảnh hưởng như thế nào tới những quyết định của Tổng thống Barack Obama vậy thưa ông? Cái đó thì dĩ nhiên ông ấy còn 2 năm tới nữa. Ông bị bó buộc bởi vì rằng thì là những cái hành động dã man của ISIS đã làm công phẫn tất cả những cái dư luận của nước, của dân Mỹ cũng như của thế giới. Ông không có cách nào, ông bắt buộc ông ấy phải có những cái quyết định để mà oanh kích cái bọn đó. Nhưng mà như chúng ta đã thấy, ông ấy oanh kích nhưng mà bây giờ ông ấy lại dựa vào về cái phần mà gọi là quân ở trên mặt đất ấy. Ông dựa vào 2 yếu tố. Một yếu tố là ông ấy giúp cho cái quân đội của Iraq, mà nghĩa là lấy lại được cái gọi là cái sức mạnh mà đã bị ISIS nó đánh tan một phần. Rồi ông ấy lại được Quốc hội Mỹ bỏ ra 500 triệu để mà huấn luyện những cái đạo quân, gọi là đạo quân của thì là của Syria chống lại cái chính quyền Assad ấy. Thành thử ra rằng thì là cái mà gọi là cái quyết định của ông ấy mới đi được vào quãng độ một nửa đường, và hiện bây giờ người ta đặt cái câu hỏi là liệu cái chủ trương đó có mang lại được cái kết quả mà ông ấy mong muốn, tức là ông ấy làm cho giảm thiểu cái khả năng của ISIS và đi đến chỗ tận diệt cái gọi là cái nhóm ISIS. Thành thử ra người ta nhận thấy có những cái khúc mắc ở trong cái chính sách đó, là bởi vì rằng thì là tướng Dempsey là tổng tham mưu trưởng của quân lực Hoa Kỳ, ngay sau khi cái lời tuyên bố của ông Obama lại nói rằng nếu mà cần trong tương lai thì ông sẽ đề nghị là sẽ gửi những cái đạo quân của Mỹ đều tham chiến vào trong chiến tranh. Thành thử ra người ta còn phải chờ đợi trong tương lai xem rằng thì là cái chủ trương của ông Obama một mặt không kích và một mặt khác ủng hộ quân đội Iraq và huấn luyện những người mà gọi là ôn hòa ở Syria, thì mấy cái vế đó có đi được tới cái kết quả là giảm thiểu cái khả năng của ISIS và tận diệt cái ISIS hay không, hay là rồi tới một cái lúc nào đó cái ông tổng tham mưu trưởng, ông tướng Dempsey lại phải đưa ra cái lời gọi là đề nghị với tổng thống là phải có quân tham chiến của Hoa Kỳ mới giải quyết được vấn đề đó. Đấy là những cái thử thách trong tương lai. Và kính thưa ông, thì ông vừa cho biết rằng ở vấn đề không kích, chiến tranh không kích, như vậy cái chiến tranh không kích nó có, với lại cái chiến tranh quy ước mà ngày xưa giờ chúng ta hay gọi là conventional war, cái vấn đề kỳ này trong cái chiến tranh không kích của tổng thống Barack Obama, nó có những cái gì mà chúng ta gọi là quy ước
nó có một cái gì để mà gọi là chiến tuyến bên này và chiến tuyến bên kia, và nó có cái gì để mà đo lường cái thời gian để mà quân đồng minh và những cái quân không phải là quân đồng minh nó chiến đấu với nhau không vậy thưa ông? Thực sự ra cái vấn đề nó là một cái vấn đề khó giải quyết trên cái phương diện định nghĩa thế nào là chiến tranh, mà chiến tranh quy ước hay là chiến tranh thường, là bởi vì rằng thì là cái bọn khủng bố ISIS nó gọi là nó chiếm đóng một cái vùng miền Bắc của Iraq và miền Bắc của Syria, nhưng mà nó bảo nó là gọi là một quốc gia Hồi giáo, nhưng mà sự thực trên thế giới làm gì đã có một cái thứ quốc gia đó, là cái trên thực tế nó chiếm vùng này, nó chiếm vùng kia. Nhưng mà phải nhớ rõ là cái chiếm vùng ấy thì là nó chỉ chiếm những cái thành phố thôi, chứ còn thì cả cái miền ở chỗ đó là nhiều cái miền, nó còn có cái vùng sa mạc. Mà bây giờ nó lại thêm một cái điểm nữa hết sức đặc biệt là cái vụ không kích của Hoa Kỳ mấy ngày vừa qua đó lại nhắm vào một cái bọn mà bây giờ người ta mới được biết, mà người ta gọi là cái tên là Khorasan, tức là một cái bọn cũng là gọi là dính dáng tới Al-Qaeda ngày trước, mà nghĩa là cũng không hẳn dính dáng tới ISIS, nhưng mà là cũng chủ trương nghĩa là công kích Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Mà người ta còn nói rằng thì là cái vụ không kích đó nhằm triệt hạ cái nhóm Khorasan ấy, bởi vì cái nhóm Khorasan ấy nó đã tới gần tới cái lúc mà nó mưu đồ, nó có những cái vụ tấn công nước Mỹ và các nước ở Âu Châu bằng cách rằng thì là nó đặt những cái vụ mìn ở những các gọi là những cái nơi mà gọi là vận chuyển từ nơi này tới nơi khác, hoặc là metro hoặc là hàng không hay các thứ. Thì nhiều người nói rằng thì là cái bọn đó bây giờ họ đã tiến khá xa trong cái việc mà nghĩa là sửa soạn tấn công nước Mỹ và những cái căn cứ của những các nước ở Âu Châu. À, cũng kính thưa ông rằng này, khi mà chúng ta thấy ông Tổng thống Barack Obama có những cái quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan hoặc là rút quân ra khỏi Iraq, là ông ta có một cái thời gian tính rất rõ ràng. Kỳ này liệu với chiến tranh ông ta bắt đầu, ông ta có biết được cái ngày chấm dứt hay là cái khoảng thời gian nào chấm dứt không vậy thưa ông? Đấy lại là cái vấn đề mà rất khó khăn cho ông Obama, và nhiều người cho rằng thì là trong cái 2 năm sắp tới ông khó lòng mà hoàn tất được cái nhiệm vụ mà ông đã đặt ra, và có khi những cái người kế vị của ông ấy về sau lại còn phải mang cả cái trách nhiệm mà tiếp tục những cái việc ông ấy đã làm. Dạ thưa ông, thì cái vai trò của cái Hội đồng An ninh Quốc gia, cái vai trò của Homeland Security, cái vai trò của vấn đề an ninh nội địa, hiện nay theo ông sau cái ngày 11 tháng 9 năm 2001 cho đến bây giờ vấn đề ISIS, thì cái nhìn của ông về vấn đề an ninh của Hoa Kỳ nó như thế nào vậy thưa ông? Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì thì là chúng ta phải nhìn thấy rõ rằng cái thế giới bên hiện nay là một cái thế giới đang ở vào một cái thời kỳ loạn. Loạn ở khắp nơi, loạn ở Trung Đông, loạn ở miền Ukraine. Rồi thì cái vấn đề giữa Do Thái và Palestine không giải quyết được, mà cái vấn đề ở Biển Đông, ở miền Á Châu, Thái Bình Dương ấy, cũng vẫn là những cái vấn đề mà gọi là gây cấn. Thành thử ra cái vai trò gọi là cái vai trò của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực gọi là cái lĩnh vực an ninh quốc gia và cái lĩnh vực mà giữ chọn cái gọi là cái sự ổn định trên thế giới là một cái vấn đề rất lớn, mà người ta nghĩ rằng thì là cái vụ mà ISIS có lẽ một phần nào đã đánh thức Hoa Kỳ để cho ông Obama nhìn thấy cái thế giới một cách thực tế hơn, là nhìn theo cái gọi là cái tưởng tượng của ông ấy, muốn cứ nghĩ theo cái chiều hướng rằng thì là tiếp cận rồi đối thoại rồi thuyết phục. Thì ngay trong cái bài mà gọi là diễn văn của ông ấy tại Liên Hiệp Quốc, ông cũng có nói rõ rằng thì là đối với những cái bọn người dã man như ISIS
thì không thể nào mà lấy lời nói thuyết phục được, mà phải dùng sức mạnh. Đấy là một cái gọi là một cái lời nói mà từ trước lần này là lần đầu tiên người ta thấy ông ấy đưa ra câu nói đó. Như vậy cái vai trò ngoại giao của ông John Kerry nó sẽ như thế nào trong những ngày tháng sắp tới vậy thưa? Thực sự ra ấy, thì cái vấn đề mà ông Kerry hay là ông Obama trong những cái ngày tháng sắp tới ấy, còn tùy thuộc rất nhiều vào những cái diễn biến của tình hình trong cái thời gian gọi là 2 năm tới. Trong cái thời gian 2 năm tới thì chúng ta thấy rằng thì là điều trước hết là Hoa Kỳ sắp có một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chỉ có 5-6 tuần nữa thôi là giữa nhiệm kỳ. Thì đứng về cái phương diện mà gọi là nội bộ của Hoa Kỳ thì những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó ấy, thì thực sự cũng không có ảnh hưởng nhiều lớn gì đến cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Từ trước tới nay nó là một cái tình trạng chung. Nhưng mà lần này thì nó có hơi khác một chút là bởi vì rằng thì là người ta nói rằng thì là có thể Đảng Cộng Hòa sẽ lấy lại được cái phần đa số ở Thượng Viện. Mà Thượng Viện là cái nơi mà sẽ có nhiều những cái quyết định về phương diện ngoại giao, về phương diện an ninh. Thành thử ra rằng thì là người ta cũng chờ đợi xem rằng thì là trong 5-6 tuần tới cái kết quả của cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Hoa Kỳ sẽ ra sao. Đảng Cộng Hòa có như là một vài lời dự đoán chiếm lại được cái đa số ở Thượng Viện không? Trong khi mà Hạ Viện họ có lẽ họ vẫn giữ chắc được cái gọi là đa số, mà rồi lại giữ lại được, mà lấy lại được cái đa số ở Thượng Viện ấy, thì ông Obama sẽ phải đối phó với một tình trạng hết sức khó khăn. Cả Hạ Viện và Thượng Viện đều ở trong tay gọi là cái đảng đối lập cả. Mà cái chính sách của ông ấy thì cũng còn đang trong một cái vòng gọi là cái vòng thực nghiệm, chưa biết rằng thì là sẽ đi đến đâu. Thành thử ra trong 2 năm tới, cái tình trạng trên thế giới là một cái tình trạng hết sức khó khăn. Khó khăn chung cho tất cả những các nước trên thế giới, nhưng đồng thời cũng hết sức khó khăn cho Hoa Kỳ. Và chúng ta là những người mà sống ở trên đất Hoa Kỳ, chúng ta cũng nên theo dõi cái những biến chuyển đó. Bởi vì những biến chuyển đó rồi đây sẽ có ảnh hưởng tới tất cả những cái chính sách của Hoa Kỳ, không những là những vùng Ukraine, những vùng ở Trung Đông hay là ở một vài vùng khác, mà rồi cả đến những cái vùng ở miền Biển Đông của chúng ta nữa. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà cái con số thất nghiệp mỗi ngày một giảm xuống thì cái ảnh hưởng của nền kinh tế của Hoa Kỳ có phần khá hơn. Cái đó có thể ảnh hưởng ít nhiều tới cái cuộc bầu cử sắp tới. Theo ông nhận định như thế nào về vậy? Cái vấn đề đó thì hiện bây giờ cũng có nhiều những cái triệu chứng trái ngược nhau. Nhiều người thì cho rằng thì là cái nền kinh tế Hoa Kỳ cũng chưa được phục hồi chắc chắn đâu. Cũng có người thì về phía của ông Obama thì cho rằng thì là nghĩa là nền kinh tế Hoa Kỳ đã được phục hồi hoàn toàn. Thực sự ra ấy, thì người ta thấy rằng một cái lời dự đoán khả quan nhất, nghĩa là có thể nói rằng thì là nhìn tương lai một cách có thể nói rằng thì là vững chắc ấy, thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ giỏi lắm cũng chỉ lên tới được cái mức 1,2, 1,3 thôi. Trong khi đó, tất cả cái nền kinh tế của trên thế giới cũng gọi là khó khăn. Mà ngay cả những cái nền kinh tế của Trung Quốc mà lúc trước là gọi là lên những 8-9 phần một năm ấy, thì bây giờ cũng bắt đầu đang gặp nhiều cái chuyện khó khăn. Thành ra cái vấn đề kinh tế của nước Mỹ cũng như cái vấn đề chung của kinh tế ở trên thế giới cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với cái vấn đề thái độ của từng nước khi mà phải đối phó với những cái vấn đề chiến tranh ở nơi này hay nơi khác. Và cái câu cuối cùng của chúng tôi được gửi đến cụ đại sứ Bùi Diễm là cái nhìn của ông như thế nào hiện nay trước cái tình hình như vậy, thì Hoa Kỳ có những cái ưu tiên nào mà trong đó chúng ta thấy được
cái Hoa Kỳ dự phần vào trong vấn đề bảo vệ cái Biển Đông để mà tránh cái tình trạng Trung Quốc bành trướng ở tại vùng Biển Đông hay không, vậy thưa? Thì như tôi có vừa mới trình bày thì nghĩa là Hoa Kỳ từ mấy năm vừa qua đó đã có cái chủ trương rõ rệt là quay trục về các nước Á Châu Thái Bình Dương. Thế nhưng mà rồi thì là cái việc mà gọi là củng cố cái chính sách đó ấy, cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thành thử ra rằng thì là người ta thường đặt vấn đề là không biết Hoa Kỳ trong những cái năm tới có thể làm gì hơn được để mà bênh vực những các nước ở Á Châu khi mà những nước này phải đối phó với lại cái gọi là cái chính sách bành trướng của Trung Quốc. Thì chúng ta lại phải trở lại cái nhận định là cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó hết sức phức tạp, nó đa dạng, nó gồm có cả vấn đề mà an ninh, vấn đề quân sự, vấn đề chính trị, vấn đề kinh tế. Thành ra là người ta thấy rằng thì là hai bên cứ như rằng thì là chịu đựng lẫn nhau nhưng mà canh chừng lẫn nhau. Gần đây nhất chúng ta thấy rằng thì là trong khi mà những cái vấn đề ở Biển Đông cũng còn đang gây cấn, chưa có một cái cơ hội nào để mà sáng tỏ hơn. Ví dụ giữa Nhật Bản với Trung Quốc vẫn còn những cái chuyện gây cấn, giữa Nhật Bản với lại Nam Hàn vẫn còn chuyện gây cấn, và đặc biệt ở Biển Đông. Thì trong khi đó thì người ta lại thấy rằng thì là bà Susan Rice, gọi là cố vấn của ông Obama về vấn đề an ninh quốc gia, có đi qua thăm Trung Quốc, và cả bên Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ hai bên cùng nói rằng thì là đã có những cái cuộc thảo luận để mà kiếm cái đường mà để mà xác định cái vai trò của những các nước lớn ở trên thế giới. Cái điều mà cái tháng 6 năm ngoái ông Tập Cận Bình và ông Obama đã có dịp đề cập tới khi ông Tập Cận Bình đến miền California để gặp ông Obama. Thành ra trong cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó vẫn liên tiếp, có lúc nóng, có lúc lạnh, có lúc mà có thể nói coi là bình thường nhưng mà có lúc thì lại nói là sôi nổi. Thành thử ra chúng ta là những người mà có thể nói rồi đây sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng ấy. Chúng ta cũng cần phải theo dõi một cách sát cái tình thế nó biến chuyển. Và đặc biệt nên nhớ rằng, nhiều lần tôi đã nói, là nghĩa là Hoa Kỳ có thể là một nước có những cái truyền thống có thể nói rằng yêu chuộng tự do, bênh vực nhân quyền, bênh vực dân chủ, và luôn luôn cố gắng sát gần với Việt Nam để mà bênh vực Việt Nam. Nhưng mà Hoa Kỳ bị hạn chế rất nhiều bởi những vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ, bởi những vấn đề của Hoa Kỳ phải đối phó với những chuyện biến chuyển trên thế giới. Và hiểu rõ được cái tình trạng đó thì chúng ta mới có thể bênh vực được cái quyền lợi của đất nước một cách sáng suốt. Mà cái quyền lợi của đất nước, chúng ta nên nhớ rằng chỉ có dân tộc Việt Nam có thể quyết định được việc đó. Và dân tộc Việt Nam nếu mà được cái tự do dân chủ, sống trong cái niềm tin tưởng đó, thì lúc bây giờ dân tộc Việt Nam mới có đủ cái khả năng và cái phương tiện đối phó với những cái gọi là những cái chính sách bành trướng của Trung Quốc xuống miền Nam. Kính thưa quý vị, lý do thời lượng chúng tôi còn 2 phút nữa. Dạ thưa ông, vào tháng 11, Tổng thống Barack Obama sẽ đến APEC, sẽ được tổ chức ở tại Trung Cộng. Ông có thể cho biết rằng cái ảnh hưởng của ông Tổng thống Barack Obama ở APEC năm 2013 ở tại Bali, Indonesia, và cái sự hiện diện của ông năm nay ở tại APEC ở tại Trung Cộng, nó sẽ như thế nào, và có liệu có lấy được cái sự thu hút về sự hấp dẫn, niềm tin của các quốc gia Á Châu không vậy được? Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái cuộc mà gọi là hội nghị, mà nghĩa là
có nhiều những cái có thể nói rằng thì là ước mong của các nước nhỏ cũng như các nước lớn, nhưng mà rút cuộc lại cũng lại chỉ là những cái vấn đề mà gọi là hứa hẹn mà thôi. Chứ còn này, trên thực tế thì nghĩa là bảo rằng Hoa Kỳ có thể mà tiến xa hơn trong cái vấn đề mà nghĩa là đối đầu với Trung Quốc ấy, thì đấy nó là một cái chuyện mà trên đường dài chứ không phải là trong ngắn hạn. Nhưng mà sau đó cũng trong tháng 11 ông ta sẽ đến Úc đại lợi vì lý do có cái G20 sẽ họp mặt rất là lớn ở đó, thì cái ảnh hưởng lúc đó thì sẽ như thế nào, có khác hơn cái APEC ra sao không vậy? Không thì ông ấy cũng vẫn chịu khó lắm, là bởi vì thì là ông đến Úc đại lợi, mà Úc đại lợi thì như năm ngoái đã đồng ý để cho ở cái gọi là cái cảng Port Darwin có cái sự có mặt luân chuyển của 2,500 sĩ Hoa Kỳ đó, mà lần này Úc Châu lại gọi là mạnh dạn hơn, lại còn có thể nói rằng để gửi không quân tham chiến vào trong cái vụ mà chống ISIS, thì thành thử rằng thì là Úc Châu cũng là một cái điểm tựa khá quan trọng của nước Mỹ ở trong cái vùng Á Châu Thái Bình Dương. Xin được cảm ơn cụ đại sứ Bùi Diễm rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh nhân một lần nữa. Tôi xin có lời trân trọng kính chào các khán thính giả của chương trình gọi là Bản tin Hoa Tình Đốn của đài SBTN. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.